Báo cáo các bác, cô chú anh chị là mưa to quá, giờ mới đi làm chạy về đây thì vứt thuốc xe thì vứt đây, thì nóng sốt là phải xiến luôn cây này cho nó gọn gàng, vào dây một số chỗ với lại cho nó lên một lứa mầm mới cho nó đều, nhìn nó sắc sỡ quá. Thì đi review lại một lượt cho các bác xem, đúng là chắc thật bác, chắc chắc vô cùng, chắc chắn mà gỗ rất là đành, nặng. Nặng thì thôi rồi, còn đá này thì đá mấy, nặng, rất nặng và gỗ đỏ, thớ rất là kịch. Mà kiểu cái gốc này nó, tôi nghĩ là nó lâu năm rồi, nó chết lâu năm rồi. Đó, các bác nhìn mặt trước này tôi quay này thì tưởng là cái cây kia nó ghép với cục này, không phải đâu, ghép thì ai mua. Nó liền các bác nhá, các bác nhìn này này, các bác nhìn cái kia rồi, nó liền nhá, nó liền nhá, đấy, nó liền nhá. Dưới này nữa, tí em tôi quay kỹ hơn nếu mà được tỉa bớt cái lá đấy. Cơ bản là bây giờ sẽ làm vào dây với lại cắt hết cái lá này đi, cho lên những lá mới một lứa cho nó đều, và tí cho thêm một số ít phân vào cho nó khỏe cây. Đấy, thì cơ bản là bây giờ sẽ làm việc này. Ngoài kia mưa quá, chỗ này cũng là cái thềm đấy các bác, đi mà nó hơi ướt đầu tí. Đấy, kiếm cái góc để đặt đặt cái máy. Đấy, mặt này là mặt sức sống này. Đây này các bác, các bác bảo mà ghép ghép cái gì ở đây. Đấy, liền nha, liền nha, chỉ ghép lại mùa. Đấy, đây này, khối này nó còn nguyên nguyên khối đây này. Đấy các bác nha, chỗ cái xù xì này này, vỏ của nó này, dòng này sức sống nó kinh khủng lắm. Đấy, rồi bây giờ để tỉa bớt lá đi các bác nhé. Đấy, hôm qua một số bác cũng chúc mừng em là lấy được cái cây khủng. Cây này ngoài chợ Văn Phúc chắc tầm chục củ là ít. Đấy, còn giá mua thì không biết, nhưng nó phải có chục củ là ít. Không lập ít chứ chả xa lạ gì. Ông cũng đi gom cái này thôi, bán thôi. Mình không có thì mình phải mua thôi, còn mình cảm thấy hợp lý thì mình vẫn mua bình thường, đơn giản là như vậy thôi. Mình cảm thấy hợp lý và mình biết họ bán đắt, nhưng mà đấy là việc họ, việc kinh doanh họ các bác. Đấy, quan trọng là mình mua cái bình của bác, đừng có nói rằng là tôi bị mua bị đắt hay thế nào, nhưng mà nói chung là thứ nhất là vừa túi tiền, hai là mình thích cái cây nào, mình cảm thấy mình mua bấy nhiêu đâu, đấy là giá của mình, đấy là giá của cây các bác nha. Đấy, đừng lăn tăn là ví dụ tôi vừa mua của ông này tôi lại bán cho ông kia mà cuối cùng tôi bị mua đắt. Nói chung là kinh doanh thì nó vô cùng, các bác, nghệ thuật thì giá thì tùy các bác định lượng thôi. Bác cảm thấy mua được bao nhiêu thì bác sẽ mua, và cô bác sẽ bảo các bác bị mua đắt, cô bác sẽ bảo bác mua rẻ, cho nên nó rất là khó mà định lượng được, giá là ở mình rồi. Đấy, thì bây giờ là làm tí các bác nhé.
trình nó ở trong thùng để vận chuyển từ Na ra nó cũng khá dài, nên là cái cây nó hơi lả lướt thì đó, không sao, tỉa đi là rất khỏe. Mùa này nó lên dâm mầm rất là nhanh, dòng này như dòng xưa phun mầm hôm trước hôm sau là không nhận ra, rất nhanh rất khỏe. Lá non thì cũng cắt cho nó ra cùng lứa đấy các bác, nhìn nó giống khúc củi chưa, rồi nhìn nó như khúc củi các bác nhỉ. Rửa bớt cho nó gọn lại chứ. Thank you.
báo cáo các bác là đây, loay hoay một lúc của buổi chiều tan tầm đi làm về, này hoay sửa thì cái ngọn nó hơi bị đờ các bạn, nhưng mà có thể để xuống, sau em cứ để xuống dần để lấy giật cái này lên ngọn này, sẽ thấp xuống tí nữa đấy, như nó bị đơ hàng rừng nó chỉ thế thôi. Cái này mình không làm kỹ, mà làm kỹ được nhưng mà dần dần cứ từ từ thôi. Sau em đánh sạch một chỗ này đi, đánh sạch một chỗ này đấy, phía này là phía có thịt, sau chuyển lũa cái này thêm tí nữa, lũa cái này thêm vát xuống đây tí, vát xuống đây tí. Vát ạ. Vừa đổi thêm ít đất với lại ít phân trâu, phân bò mục ấy, dưới cho nó khỏe cây, mới nữa nó sẽ phun mầm rất là kinh phục. Đấy, khớ gỗ nó đỏ nó chắc, đỏ rất là chắc. Đấy, cực kỳ chắc, chắc, tên nó là chắc. Đấy. Cái này thì lúa thì ghê gớm, lúa thì ghê gớm. Đấy các bác, sao nó ra lá các bác nhìn thích lắm, thích mắt không? Hàng hốc này. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác. Xin cảm ơn các bác. Bàn tay bé nhỏ so với cái gỗ lũa này. Chúc các bác có những cây khủng, những cây mà mình có quý các bác nhé.